có phát hiện mới, có phát hiện mới. Đây, đây, đây là hai anh chị lợn vô cái chuồng heo nè các bạn ơi. Đó, bông hoa đồ hen. Tự nhiên giờ làm gì vậy? Ngắt bông, Tết tới rồi ngắt bông. Tết tới rồi bông mình phải ngắt bỏ. Thôi đó coi. Chồng phải không cho nó nở bông. Chồng cho Tết nó lâu tới. Nói chứ anh hai chị Hiền đang tỉa bông nhỏ đó các bạn, chừa lại mấy bông lớn. Trời ơi. Con tiểu dịch dịch của em nó đang đón chờ mùa xuân kìa. Bim bim. Bim bim bim. Xa xa là nó kìa các bạn. Toàn là bông màu vàng không vậy? Vàng, bông đỏ có mấy cây nè. Trời đất ơi, hai nam thanh niên ngủ nữa các bạn. Tết nhất tới nơi rồi, ngủ hoài. Trời ơi, bà sữa ngủ chảy nước miếng hay ơi. Trời ơi, một dũng luôn. Cái con này mày làm gì vậy cũng? Trời ơi. Tỉnh đi mày, ăn Tết mày ơi. Hi, Seo Ye là mình đây. Sau này các bạn ơi, xin chào tất cả các bạn một buổi trưa. Nói chung là không phải là biết giờ này giờ nào nữa các bạn ơi. Mà sớm giờ cả nhà mình đang lu bu với cái việc là dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị trang hoàng để chuẩn bị ăn Tết đó các bạn. Hơi khá là mệt luôn. Thì hôm nay mình lại tiếp tục tẩm bổ cho anh Bành Hai và chị Bành Hiền với một cái món gì đó nhân ngày làm việc mệt mỏi những ngày gần Tết các bạn ơi. Hôm nay mình sẽ làm một cái món mà chị Bành Hiền rất là thích, đó chính là đuôi heo các bạn. Mình sẽ làm món là đuôi heo nướng chấm muối ớt siêu cay. Có rất là nhiều bạn hỏi sao mình ăn muối ớt siêu cay hoài, thì tại vì nó ngon đó các bạn ơi, nó phải mang một cái hương vị khá là đặc biệt cho nên mình rất là thích luôn, một cái hương vị đặc trưng lắm các bạn ơi, rất là cuốn hút luôn, cho nên không bao giờ mình ngán được. Cái món này rất là dễ ăn và mình tin chắc là các bạn nào thích ăn cay á, và nếu mà ăn thử qua cái món muối ớt siêu cay của mình đó thì cực kỳ nghiện nha. Thôi không nói nhiều nữa, bây giờ mình sẽ vô nhà chuẩn bị chế biến cái món này thôi. Và nếu các bạn nào thấy clip ngày hôm nay mình hay, nhớ để lại một like và nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha các bạn. Ủa mình đen nước kìa, thôi đi vô làm thôi. Và đây các bạn ơi, ở đây mình chuẩn bị ba cái đuôi heo siêu to luôn nè. Mình đã sơ chế và rửa rất là sạch luôn rồi nha. Bây giờ chắc mình sẽ đem đi luộc cái đuôi heo này thiệt là chín. Mình sẽ nướng cho cái da của này nó bung lên, nó sẽ thơm ngon hơn nha các bạn. Và đây các bạn ơi, nước cũng đã sôi, bây giờ mình sẽ cho cái đuôi heo vô nấu nha. Ôi, luộc chứ, luộc cho nó chín luôn á các bạn. Thêm cái nữa, luộc hết ba cái luôn. Nồi này hơi bé rồi. Đây các bạn ơi, ba cái đuôi heo mình đã luộc chín rồi nè. Bây giờ chị Hiền sẽ ướp giùm mình nha. Có cái đuôi em nấu nó hơi bị mềm gục. Để nướng mình cũng sẽ giòn. Cho hành vô. Tỏi. Đây, hành tỏi băm. Đổ miếng sốt ướp thịt nướng vào. Trộn đều lên. Wow. Mình sẽ phớt đều nha. Ướp sương sương thôi các bạn. Nó ơi, cái này nó sức ra luôn rồi. Rồi kể lên đi. Nó sức ra luôn đi cho mình dễ. Còn chấm gót siêu cay nữa các bạn. Sao người ta bán người ta để cái đuôi gì luôn á hả? Trời ơi, người ta bán cho em á, nếu mà cắt cái đuôi không á thì giá mát, còn để vậy thì được không? Vậy được. Bước ra đi. Bà bán ngộ ta đọc. Thường thường là cái đuôi giống vậy nè. Cái bà đó bà bán vậy kiểu như bà bán ế á. Bán vậy mới bán được nhiều. Đúng rồi. Ai cần, thường thường là cái đuôi này là lên tới đây là dữ lắm rồi, đâu ra cái miếng này nữa. Đúng rồi, bà bán lường gạt em á, thôi mua đại cho bà vui á.
Tết nhất rồi. Mua ủng hộ thì bán. Đúng rồi, thôi bà bán ế không có tiền Tết, mua đại đi. Đó, mình sẽ thấm gia vị cho đều đi, rồi mình sẽ nướng nha các bạn. Đây, anh hai mình đã đốt lửa than rồi nè các bạn ơi. Chuẩn bị nướng đuôi heo. Lên gì? Than, 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 than. Đuôi heo sớm giờ hai chị mình ướp cũng đã xong rồi nè các bạn. Giờ mình sẽ bắt đầu đem đi nướng thôi. Ui, nặng quá vậy. Rồi. Lên, mùi giống đuôi bò quá trời. Đuôi heo khủng lồ. Trong này có ba cái đuôi, giờ nó xuất hiện thêm hai cục thịt nữa rồi các bạn. Hai cục thịt của cái đuôi cắt ra hả? Đúng rồi. À, quá lời luôn. Hòa lên khói. Ôi cái da của nó bắt đầu bung. Ôi trời, nó hơi khét rồi các bạn ơi. Tại lửa nóng quá. Cái này là miếng mỡ nè. Ừ. Da nó bắt đầu bung lên kìa. Tại sớm mình luộc các bạn. Mình luộc là khi mà mình nướng là da heo nó sẽ bung giòn lên nha. Đây các bạn ơi, món đuôi heo nướng của mình cũng đã xong rồi. Bây giờ sẽ mời anh Bành, hai chị Bành hiền thốn thức nha. Đuôi heo thì mình không thích cho lắm các bạn ơi, nhưng ăn thôi. Đây, đây mời các bạn. Mời các bạn cái đùi đuôi heo. Sao vừa sao anh không lấy kéo cắt ha. Cắn đi, nhìn sao cắn nổi hết cái này. Vậy ăn đi, tới đâu hay tới đó. Ăn cái phần đuôi heo nha. Mời các bạn nha. Mời các bạn đuôi lợn. Thơm quá à. Sao anh? Cái này không biết bắt đầu từ đâu nữa. Ngon, giòn. Trời cắn đây nè. Anh nướng thì sao bị khét rồi? Tại sao? Tại vì cái này không biết hiểu sao nữa, sao làm nước tết đó. Không phải đâu. Đớn chàng biết sao, tại sao nó dễ khét. Wow. Đúng, đố cần sao biết nó dễ khét. Dạ, nãy em làm biến ha. Đúng ý là tỏi với hành là phải dắt lấy nước, em bỏ sát vô luôn á. Em chi nó nè, đúng rồi nè. Dây dây giòn sực sực các bạn ơi. Đuôi ngon quá. Không sao đâu, bởi cái hành á. Mình thì không thích ăn đuôi các bạn. Anh chị mình thích ăn đuôi cực kỳ. Nè, con đổ miếng mèo. Mèo, mèo. Thơm quá. Heo tươi. Ngộ lắm hai. Chỗ quá, thì bán nguyên cục thịt. Mới bán. Còn ở lòng nguyên cục thịt thì mới rẻ, còn kia chỗ kia thì giá nó rẻ, có 90.000 ký à. Em mua cái đuôi có 45.000. Cái đuôi thường nó nguyên một ề thịt dính theo à. Bởi em mua đúng không? Còn cái này là dính cái ề này. Ok vậy. Chống hớt nữa là mình là nguyên dính cái ề giống vậy không? Phải không? Còn cái này nguyên một ề cắt nguyên cái lóc này luôn. Theo bên hông vậy hả? Ừ. Rồi. Chiêu chiêu. Vậy mới bán được nhiều. Vậy mới bán được. Đúng rồi. Ăn đuôi không tao mua. Món này chị Hiền thích phải không? Ê cái này ăn tiện quá, tao ăn về ăn lần lần vô. Ăn chơi vậy chứ không hết. Mà ăn cái này nó khô quá. Thịt nó khô, ăn này ngon à. Mình cho mèo miếng. Mèo 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 mèo. Trời không thấy luôn. Rồi bà sữa thấy bà sữa đết. Mèo nó không đánh mùi được. Mèo nó bị hết gâu rồi. Hay hết câu dạy hòn kìa. Ok. Wow. Sướng giòn. Giòn quá ha. Ai ăn nước chấm mà ngon thế. Mà cay thế. Trời ơi. Siêu cay mà. Ăn thịt heo đi bếp bếp. Ăn thịt heo đi bếp bếp. Thịt heo đi bếp bếp. Thịt heo đi bếp bếp. Món ruột bếp bếp mà. Heo nó lại bếp bếp. Thịt nướng.
đi mà hoa nướng. Bữa nãy anh nói á, sao nướng màu khác. Em mới suy nghĩ. Không biết. Nãy em đâm nhuyễn dưới nhuyễn rồi á. Có phần thịt này nè. Nó màu khác, có phần da nó không có màu, không có khác trước. Mới để đi qua, trở qua trở lại khác. Bên bên này không sao, mình nướng cho thơm thôi chứ cái này. Bên giống vậy nó chín rồi. Rồi tới cũng cổ rồi đó này. Không muốn hết luôn. Mèo này thiệt chứ. Bên sữa. Cái đuôi nữa. Có mấy cái khớp mình gỡ cái sụn nó ngon. Ngon. Ồ quá. Gỡ cái mày nữa. Cái này ăn đắng. Anh bỏ nha. Thơm. Bệnh á. Nó ngon luôn. Anh bị bệnh về sau này á. Ok. Bệnh khùng đúng không? Ăn đồ khác nhiều là bệnh ung thư á. Lạ. Cắn phần trên phần dưới em chưa cắn nha. Cắn. Cái này nó giòn quá không? Hôm nay lại không lấy nữa. Đại ơi, uống nguyên bên à. Riêng xương không? Cái phần thịt này nó giòn hay ơi. Ừ. Cái đoạn đuôi nó là giòn. Khúc thịt này là giòn lắm. Nè. Đuôi mà nướng thì em còn ăn được nha. Nấu canh này không có đụng vô đâu. Cái mỡ thì nó mềm, cái nó bấy ra, nó béo quá. Ăn khúc, ăn khúc cao đó. Nó sẽ sực sực, ăn đừng ăn cái khúc mà có miếng nở. Chị cho bò sữa ăn thật chứ. Ăn được. Cho mang cái đuôi. Không thích đuôi. Không thích đuôi. Hồi lúc mà đi làm bánh á, mua lần là nguyên cái đuôi nè. Về hầm ăn lần là ớn, tẩm tới già luôn. Ai ăn cái này không à? Không. Nhưng mà người Nhật ta có ăn đuôi heo không? Không. Có không biết, không thấy. Thử cái đồ đông đá nó thấy đuôi heo thôi. Mày đuôi heo cục không nha. Đồ đông đá bữa mình mua cái đuôi heo á bạn. Là mua heo đuôi heo cục có chút xíu à nè mèo. Đuôi heo dễ ăn. Nước ngoài là như cái đuôi à. Rồi lắm. Ủa anh mà em không hiểu nước ngoài. Nghe nước Nhật ở nở đi. Heo nuôi đâu. Mình hát không biết luôn á. Không, nuôi rồi. Hình như tông tùy dùng á. Có người nuôi. Ông ta nuôi, ta gào lại. Không, như cái dùng á là nuôi bò. Thì em đi ngang cái trang trại là cái dùng á là bò không luôn. Ta chia theo khu vực đúng không? Còn cái khu vực mà nhà máy là nguyên cái khu đó là nhà máy. Chúng ta không nuôi tàng lan giống như anh nuôi bò cu kí hả? Bò cu kí. Nó hả? Bò cu bê. Cu bê hả? Anh thấy đường phố người ta bán cũng vậy. Nhưng cái khu đó bán đồ ăn là đồ ăn không. Nhưng cái khu bán đồ mặc là đồ mặc không. Tao quy định. Mày biết cái gì đó mà mày gật đầu nè. Không bán cái viên chiên kìa. Trời ơi, anh hai nói cái nó nhả luôn vậy đó. Anh biết ngoài mới có viên chiên buồn ghê hả? Ừ. Ủa ngộ vậy? Bánh mì thịt. Lạc hậu vậy ta? Ừ. Ừ. Đã. Ăn nó muốn ngồi luôn. Trời chiều qua bển chỉ có ăn hủ tiếu gì không? Nó cười đó, nói với đứa bạn mẹ điện thoại qua hỏi sáng có đi ăn hủ tiếu gì không con. Hai đứa đứa ngồi cười không ạ. À? Nó cười quá mà cười dạ. Nó nói làm như bên Việt Nam sáng ngồi hàng quán ăn hủ tiếu uống cà phê vậy à? Không có hả? Không. Đồ án là thuộc dạng nhà hàng không hả anh? Ừ. Quán rồi thôi, chứ không quán lề đường đúng không? Nhưng mà em thích lề đường không vui. Trừ khi lễ hội á, nó bán lề đường. Nhưng mà tính ra ở Việt Nam mình vui á. Ở đâu quen, nói chung ở đâu quen đó. Việt Nam mình đâu cũng có đồ ăn. Làm gì á? Bò cụ mọc chết. Đừng có ăn hiếp sữa. Đã. Em ăn xương giống con rắn. Nó có khớp không? Nó khớp. Mà mình ăn cái cù. Cái cù lửa nghe phần đuôi cũng ngon lắm các bạn ơi. Thịt nó giòn lắm ha.
mỗi nơi trên người cơ thể nó sẽ có một cái vị ngon gì hả? Ừ. Rồi chắc chỗ này hoạt động nhiều quá nên thịt nó cho nó ê mà anh hai con heo sẽ có ức cái heo không? Tự nhiên là em cắn chỗ này thấy hôi hôi quá nè. Ngót đuôi mà. Thôi bạc quá, ý anh là nó khác chứ không phải vậy. Đuôi nó ngót mà. Thôi đi, ngót đi làm gì. Chào. Chào mừng. Thôi đi. Vậy chứ mừng giống con chó hay sao? Ừ. Ngót đuôi. Có khác. Kỳ, con gật khác nhau. Con bò mới có thôi. Gì vậy? Trời đất ơi, bò chứ không phải vịt. Nhiều chuyện quá à. Đâu có gì đâu. Đang không có gì đâu. Đang không chuyện. Tới công chuyện nữa. Đại diện cái gì cái. Coi chừng cái đầu nó hút khỏi máy quay quá. Trời. Cái gì mà cao dữ vậy? Càng nói càng giống. Ngó lên trời trời cao có thấu. Vậy sợ nha đêm. Nó mệt quá. Nhiều chuyện. Gật gật gì đúng rồi. Nó nói nhiều chuyện nó gật kìa. Chuyện gì không được chuyện gì chưa? Chuyện gì ai? Chuyện hàng xóm đang quýnh nhau. Mệt quá. Gặp đi rồi. Ừ, xong. Còn chuyện nữa rồi đó. Chuyện hướng khác rồi đó. Rồi, cạp đi. Cạp cạp, cạp cạp. Hai mèo méo méo mèo mèo, ăn đi, ăn ngỗng đi mèo. Ăn cục cụ lưỡi kia luôn đi. Thôi, nâu quá. Chị kêu ăn xong à? Không. Thôi, chị suốt chứ không thiệt á, y chang ăn cục trắng thì ta. Trước đã ha. Bò số nhìn không chút lắm. Miếng rồi. No, no, no. Mấy anh em mình cũng xử lý rồi. Giờ rồi còn phần đuôi với lại miếng thịt nha. Ăn rồi dính răng á. Mình sửa răng rồi các bạn. Dính thiệt á. Rất là dính răng luôn nha. Nói chung bữa ăn ngày hôm nay rất là ngon luôn các bạn ơi. Nếu các bạn mà muốn ăn giống mấy anh em mà nó cứ làm thử đi. Rất là ngon, mềm và thơm đó nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Chưa xong mi mi mập. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu yêu quý mấy anh em mình nhớ để lại một like. Và nhớ vào nút đăng ký kênh các bạn bây giờ. Bye bye, bye.